cơ bản cái ngôi nhà của mình đã hoàn thiện được độ khoảng hơn 90% rồi. Một cái ngôi nhà nữa sắp đến tay của Nô Súa. Một hoàn cảnh trên kênh Nắng Mai TV. Về cái sân thì thưa các bác thì là tới này sẽ làm hàng rào lan can thôi, không có rào B40 như kiểu A Hòa đâu nhé. Mọi người thì có comment trên video là sợ cháu Khâm là làm như kiểu A Hòa là rào trên rào dưới vào kín hết rồi là cháu Khâm xin mến chào toàn thể quý ông bà, cô bác, anh chị. Tiếp tục quay trở lại với Nắng Mai TV. Các bác thân mến, ngày hôm nay Khâm lên đây để cập nhật cho cô bác, anh chị được xem về cái tiến độ lát nền ngôi nhà Nô Súa. Hôm nay thì anh em được lát cái nền này rồi. Và có lẽ là không biết là trong ngày hôm nay hoàn thiện không? Chào tất cả anh em nhá. Tình hình thế nào rồi? Sao lại bị vỡ ở một viên ở đây? Cái này bị vỡ. Mỉ lát đây à? Đúng rồi, cái này đấy cho thấp xuống được như này thì sau này xả nước cũng chả sợ nó. Nó tràn ra ngoài. Cái này đặt chưa anh nhỉ? Đặt chưa? Chỗ này phải là chỗ thấp nhất nhé. Tiếng cắt gạch hơi ồn. Đây mọi người ạ, cái thoát sàn này chắc có lẽ là ổn rồi. Đây không làm thoát sàn ngang tường nữa. Ô, cái này không bịt hẳn vào đâu anh nhỉ mình nhé. Cái này bịt hẳn vào. Có số vặn vào mà. Vặn vào. Vặn ra được không? Phải vặn ra vặn vào được nhé. Hôm nay anh em thợ vắng, mấy anh em đi đâu hết rồi? Báo anh, báo em. Báo anh vừa có chút về nhà mà vừa xuống, vừa về. Nhà có việc gì? Cần xin lấy đôi giày cho con ta. Hầu ở dưới kia mà cần giày cho con đi tập thể dục. Sao lại cầm giày cho con đi tập thể dục lại quên à? Quên cần rồi. Trời ơi. Đấy, đẹp ra rồi cô bác anh chị ạ. Sau khi mọi người chát xong thì cũng dọn dẹp và tiến hành là ốp lát ngôi nhà. Phòng ngủ thì anh em cũng đã làm xong. Hai phòng ngủ là xong rồi. Đẹp đẽ rồi. Anh Mỹ ơi, anh Mỹ.
Rút kinh nghiệm nhà sau có gạch chân tường cao như này thì mình sẽ không chát đến phần này nữa. Không chát đến phần này này. Được không? Hôm đấy thì anh em chát xong rồi mình mới nhìn ra. Mọi lần là mình ốp chân tường thấp thì chát xong rồi làm sao không đáng kể, nhưng mà lần sau chân tường cao thì mình cũng làm như này anh Mỉa. Mình để chừa ra. Sau đó mình chát mình ốp vào luôn. Như thế thì nó cảm giác là cái tường nhà với cái gạch thì nó liền vào nhau. Với lại hai nữa là anh em sẽ không phải chát thêm phần dưới này. Đợt này gạch men là chất lượng nhất rồi nhá, anh em cố gắng là không để nó vỡ. Hôm nay nữa xong không? Mẹ. Chưa xong đâu nhỉ? Đây này còn bếp này, còn nhà tắm này. Gạch này ốp thế nào đấy anh Mỹ? Tính thế nào đấy? Cái này á? Cái này nằm ngang mà hai viên nó xem cao lên đâu nào? Cái này cứ hai viên như này thôi. Anh Mỉ ơi, cái gạch bàn bếp này là cái gạch khác đấy nhá. Đây này. Đây gạch bàn bếp này mình đổi mới một tí, mình không lấy màu đen xì nữa. Chỗ tất cả các ngôi nhà thì bác Hùng muốn những cái gạch sáng màu để làm sao gia chủ là ở sạch sẽ hơn, ý thức hơn. Chỗ này không đẩy khít lên đây được à? Thế thì mạch của nó lại không thẳng. Mạch không thẳng nữa. Thế thì ngay từ đầu là cái tường của mình lại bị méo một tí đúng không? Đúng rồi. Không sao đâu. Thế này ốp chân tường chỗ này lên. Ốp chân tường. Đắp chân tường lên nó vẫn che hết bên dưới mà. Hôm qua trong cái lúc mà cán cái này bảo anh mình phải cẩn thận cực kỳ, bởi vì là nền mà các anh cán không đều nhau thì tới này chân tường ốp không đều nhau được là lộ ngay. Cho nước vào đây à? No. Không cho là lấy vòi về làm gì? Lấy vòi về làm gì? Ôi, để ở đây đi. Nó cho nước vào. Lấy nước vào đâu? Vào đấy, không, ngoài. Còn sao, đặt tàu không có, nó ít nữa.
Cắt xong chưa? Chú. Xong rồi. Ừ. Xong rồi tạm thời là làm. Đang ghi hình video là cắt nhiều quá, các bác nghe rất khó chịu. Ý là cháu hỏi xem cắt xong chưa thì tí nữa còn chỗ nào mình cắt tiếp. Tập trung vào làm những cái này là tiểu tiết thôi mà. Chỗ này tiểu tiết. Chỗ này chú cắt viên gạch cái nào cắt thừa một tí rồi. Ngày mai nữa anh mày nhỉ? Dạ. Ngày mai nữa nhỉ? Tối nay á? Vâng. Tối nay nữa làm cả tối à? Vâng. Ờ anh báo. Báo em đâu? Báo em nay đi đâu? Báo em nay đi đâu? Báo em đi thi bằng lá không à? Không có ai trông coi. Báo em hôm nay đi thi bằng lá? Vợ. Vợ á? Vâng. Chồng không thi được à? Chồng bê các hồ sơ và à, thế là vợ cũng thi. Vâng. Thế là vợ còn giỏi hơn đấy chứ. Vợ biết chữ à? Vợ biết chữ không? Không. Đi thi không? Đi thi à, bản lái không biết chữ. Ừ. Có trả lời không? Dạ dạ. Có lẽ trả lời. Báo vừa đi đâu về đây? Dạ. Vừa thấy đi đâu về? À. Chạy đi mang. Đôi giày cho con. Mà giày cho con. Giày con là chỉ có một lần thôi, bố không có thời gian để mà lấy giày cho con đâu. Đúng rồi. Vừa nãy có mưa ấy. Thì con đi đâu cũng không cần đi. Ngày xưa em đi học á, thế hệ anh em mình nào không có giày thầy giáo thôi khỏi phải lấy nữa, bỏ chân đất ra chạy. Đâu cô vẫn bỏ như thế, bảo là không thì cô đã phạt, mình đi chạy đi mà. Không phạt đâu, ngày xưa không phải là phạt mà là muốn học thì là bỏ chân đất ra, không được đi dép học thể dục. Gạch lát nền không cần ngâm nước, nhưng mà gạch ốp tường anh phải ngâm nước mới ốp nhé. Vâng. Chứng tỏ là làm nhà vẫn bị méo này. Một cái ngôi nhà đến giai đoạn ốp gạch thì mới thấy là chỗ nào sẽ méo, chỗ nào sẽ vuông. Nhưng cái này là những cái mà tội thợ cần phải chú ý hơn, bởi vì sau này nếu mà không làm cho em nữa, đi làm cho người khác ấy, người ta kỹ lắm. Méo một tí không việc gì, nhưng mà nó sẽ là lý do để mà ví dụ như các anh đi làm cho người khác, họ sẽ cho vào đấy để người ta trừ công mình. Đúng rồi. Sao à? Anh gió nên đi đâu anh Mỹ? Dạ. Anh gió nên đi đâu? Hôm nay... không biết đi đâu. Nghỉ không báo à? Nhưng mà... hôm nay anh em làm thì cũng không gọi. Anh gió nữa. Sao không gọi? Đấy, nhiều người đúng không? À, có à, việc à. Làm đấy. À, ý là nhiều người quá đúng không? Vâng. Anh gió thì chưa biết ốp lát mấy đúng không? Vâng. Ừ. Gió xây các kiểu thì ok rồi, nhưng mà phần ốp lát thì
Nói tóm lại là vẫn phải gọi anh về làm thì anh mới biết làm chứ. Cùng nhau làm cho nó vui. Tính đến hôm nay là được bao nhiêu ngày nhỉ? Anh say nhỉ? Tính đến hôm nay là làm anh em thợ làm được bao nhiêu ngày rồi? 17 ngày à? Thế người công nhiều nhất là 17 công đúng không? Nhưng mà chắc không ai được 17 công đâu đúng không? Báo công cao nhất à? Áp báo được bao nhiêu công? Áp báo chắc phải khoảng 15 công đúng không? 16 công rưỡi à? Chính ra ở xa nhất thì lại hay, ở gần thì có việc này việc kia phải nghỉ. Đi xa gái thì ra khỏi cái xóm gái thì người ta có việc gì thì cũng bảo ông báo đi làm xa rồi nha. Xong cái này thì mai mình làm hiên luôn anh Mỹ nhỉ? Để mai em gọi vật liệu lên. Mười bảy ngày thì tức có nghĩa là cái nhà của mình từ cái thời điểm bắt đầu làm đến thời điểm hiện tại nó rơi vào hơn 2 tuần. Mất công nhiều hơn nhà nô máy đúng không? Ừ, chắc chắn rồi. Hả? Nhà công nô máy anh 8 công nữa gì? Thực tế thì nhà nô máy thì là nếu mà để tính tiền giữa các cái ngôi nhà từ thiện thì nhà nô máy anh em mình sẽ phải trả công ít hơn anh em. Ví dụ như bình thường 25 triệu, 26 triệu thì nhà cái đấy anh em mình chỉ khoảng 23 thôi. Nhưng mà thưa mọi người không chia sẻ trên video đấy thì tần suất công việc thì có cái nhiều, có cái ít. Nhưng mà mỗi một cái thì gần như là có một cái giá chung cho anh em. Ở đây anh mình các thứ đi xuống dưới kia thì nó lại xa. Đấy. Gạch này mà ốp nền nhà cũng đẹp ấy nhở. Gạch này lại còn đắt hơn gạch này một chút. Bởi vì lấy gạch bàn bếp thì không lấy ít thôi. Lấy gạch khác màu một tí. Bình thường là mình hay làm một màu đen xỉ này các bác. Rồi đợt này thì là thay đổi một chút nữa là cái gạch bàn bếp này cho nó trắng. Trắng xám, đấy, cho nó sáng một chút. Gia đình sử dụng là phải ý thức thật là cao thì mới sạch sẽ được hết. Ở đây thì không gian thì cũng đã đủ để bếp ga mới lại nồi điện siêu nước mọi người ạ. Mọi lần thì cũng có bác đóng góp cơm là nên làm cái này ra thì có cái thêm khu rửa bát ở đây. Chạn nếu các thứ có thì lắp ở đây các thứ thì nó hợp lý hơn. Ở đây thì cũng để cái không gian nó được gọn gàng hơn thôi, thì không cũng không có bẻ ra như này nữa. Tới này nếu mà có điều kiện đặt được cái gì, ví dụ như cái tủ với chạn đứng hay là cái tủ lạnh gì chẳng hạn, tương lai các em có thì các em còn có chỗ đặt nó hợp lý hơn. Sao không cho vào trong luôn? Sao cho trong ngâm ấy? Là phải bê ra ngoài à? Ừ, ý là nãy nước đằng nào giả dẫn vào đây đặt cái thùng ở trong này luôn. Tối nay quyết định là làm cả đêm à? Hả? Rồi anh em cứ làm đi, làm xong thì em thanh toán tiền công cho.
Nhà này là chưa ứng đâu nhỉ? Nhà này là chưa ứng đâu nhỉ? Các cái nhà khác thì anh em thợ là thường là ứng trước tiền để xăng xe cũng như là ăn cơm, nấu cơm các cước. Nhà này thì thứ nhất thì là cũng mình có cái quỹ của bác Hùng thì cũng trích thường xuyên ra cho anh em nô nấu cơm cho thợ ăn, không phải mất tiền ăn được. Thứ hai anh em ở gần đây thì không quá xa, đi lại thì không có tốn nhiều quá nhiều xăng cộ. Lăn lê bò trườn này rồi tối về phải tắm đi nhá, nô nhá. Còn cái việc của bố vừa rồi, bố có ra chơi, bố có ra thăm ấy thì anh nghĩ rằng là ông say rượu ông nói thế thôi, chứ ông mà có mặt mũi về đây ở thì thú thật với mọi người rằng là có lẽ là mình cũng không thể nào mà cho phép được như thế. Biết là bố là con nhưng mà bây giờ thì cái ngày còn khổ còn sở ấy, suốt ngày mắng, suốt ngày chửi con. Rồi người làm nhà thì chả thấy ra hộ được công hộ và cán buổi nào. Cuối cùng nhà bảo xong thì lại định quay về để xin một phòng của con ở. Như thế thì mọi người thấy cái bản chất gọi là lươn lẹo rồi là không tốt nó hiện ra ở đây rồi. Chắc chắn là anh em mình sẽ có can thiệp, thì các bác yên tâm. Rất nhiều quý khán giả là sau khi xem cái video ngày hôm qua phát sóng ấy, thì các bác cũng có góp ý trên kênh rất là nhiều, và cháu Khâm nên có biện pháp, hoặc là cháu Khâm là nên cứng rắn bàn bạc với bác Hùng đấy, rõ ràng quan điểm. Sao ở ngoài kia bịt vào cho anh Mỹ chát đấy, ở phần nóc nhà vệ sinh này chát thêm vào. Bịt chưa? Ra ngó một tí em nữa. Hôm nay là anh em cũng sắp hoàn thiện rồi. Hôm qua, tối hôm qua thì có một trận mưa khá là to các bác. Đến sáng vẫn mưa. Này ướt hết này. Đây là cái phần mà không có dặn anh em là phải bịt thêm vào. Bịt rồi. Chú Xính đổ thêm, đổ đắp lại. Chỗ mà hôm nọ làm mái thở bạt ra để công tác làm mái được thuận lợi hơn. Tét nước là anh em đặt lên rồi. Đấy, không làm như thế này thì các bác là cũng không có cái chỗ để mà để cái tét nước được. Như này thì mình cũng chả phải nhờ để nhờ tét nước ở đâu. Thì kể cả có để chỗ cổ hóa được chẳng hạn thì nước vào đây thì cũng không có áp lực lắm. Thay là mình đặt lên trên cao này thì áp lực cũng tốt hơn. Sau gần 20 ngày tính cả làm nền nữa thì mình đã có độ khoảng tháng rồi. Có khoảng một tháng mình triển khai cái mảnh đất. Vừa đất vừa đá. Mình mua lại từ em Hóa với sự tài trợ của bác Hùng. Thì cho đến ngày hôm nay thì là
cơ bản cái ngôi nhà của mình đã hoàn thiện được độ khoảng hơn 90% rồi. Một cái ngôi nhà nữa sắp đến tay của Nô Súa. Một hoàn cảnh trên kênh Nắng Mai TV. Về cái sân thì thưa các bác thì là tới này sẽ làm hàng rào lan can thôi, không có rào B40 như kiểu Ao Hòa đâu nhé. Mọi người thì có comment trên video là sợ cháu Khâm là làm như kiểu Ao Hòa là rào trên rào dưới vào kín hết rồi là trông nó rất là bí. Thì thưa mọi người là đáng lẽ ra thì nếu như mà toàn là người lớn ở hoặc là điều kiện không có rồi ấy, thì mình cũng để trống cái này thôi, láng cái sân bê tông vào nữa xong. Nhưng ở đây mọi người biết rồi, bác Hùng cũng rất là yêu thương hai vợ chồng của Nô Súa. Thì bác có đề xuất anh em mình làm thêm sân này, lát thêm gạch. Không sẽ vẫn làm thêm lan can. Bởi vì nhà thì còn có hai cháu nhỏ nữa thì mọi người biết rồi. Thì nếu mà các bé đi lại mà chơi mà vui đùa ngã xuống dưới thì nó cũng khá là cao mà người ạ. Nó có chiều cao chắc là rơi vào độ khoảng 1m6, 1m7 đấy. Người lớn thì ý thức được không sao, nhưng mà trẻ con đi rơi xuống dưới thì sợ gãy chân gãy tay là điều đương nhiên đấy. Nó hơi cao nên là sẽ làm một cái hàng lan can đấy, từ cái cột này ra hết cái bên kia, khoanh lại phía bên cạnh thì làm cái lan can vào cho nó vừa đẹp vừa chắc chắn. Còn mình sẽ không rào rộng lên bên trên làm cái gì đâu. Ngày xưa A Hòa làm như thế là bởi vì thì là cũng là cô Vân và các nhà hảo tâm góp ý cho thôi. Do là cuộc sống thì hàng xóm thì với anh Hòa thì gần như là cũng không được hòa thuận với nhau cho lắm. Thì các bác muốn làm cho như thế để gia đình anh an toàn thì cuối cùng là làm vào thì mọi người biết rồi. Bây giờ quay trở lại thăm thì không những là cái B40 nó đã rất là kín rồi, cái thứ hai thì anh lại lấy vải, lấy bạt rồi là lấy các cái bao tải vì này, bịt kín mà hết, kín lại càng kín. Thì thành ra mọi người thấy là cái đó, nhìn vào cái đó thì rất là mất điểm. Thì quý khán giả sợ anh em mình lại làm như thế thì mọi người góp ý cho. Thì đó là cũng là cái điều đương nhiên thôi. Mọi người yên tâm thì ở đây thì là em Nô thì vẫn còn đất đằng trước này, làm vườn hoặc là tới này có thể rào vào để thả gà hay bất kỳ cái gì khác. Sau này phải xử lý lại cái lối đi đấy, tức có nghĩa là ví dụ như trong cái này hất vào đất của mình thì mình cũng nên là một cái hàng gạch, cái hàng đá này, xây từ bên này ra căng thẳng ra đấy, đất của mình ở đây thẳng ở đây cho nó rõ ràng cái đường đi lại với lại cái đất của mình ra. Thì trong cái không gian này, sau này có thích đun củi hay có thích làm cái gì thì vẫn còn không gian làm. Còn cái đường thì tách biệt ra để làm cái lối đi thôi. Bà con cũng chỉ đi một cái lối nhỏ này thôi, độ khoảng 50 phân thôi. Đấy, thiết kế bậc đàng hoàng hoặc là đập thêm đá đi hoặc thiết kế bậc đi, láng lên cho mọi người đi có lối đi. Còn bên trong của mình thì không thể nào mà mọi người đi vào trong này được rồi. Đào cái này đi làm à, làm bên này à? Nắp này thì lấy thêm đá về đập vào chú Xính ạ. Ừ. Ừ. Ý của cháu là làm bên sau này vẫn còn đá này xung nhé. Lấy về xong đập đá nhỏ ra thành đá kiểu đá 46 ấy. Đập nhỏ ra để mình cho vào. Sở dĩ là mình không lấy đá 1-2 bởi vì đợt quá trình mình phá đá này ra nhiều đá lắm. Thì không phải bảo gia đình là nhặt các cái cục đá nhỏ lại bằng cỡ 5 đấm đổ xuống này, xong là cục nào to thì mình đập đôi ra. Trong quá trình đổ rằng thì mình là cho kèm vào thì khỏi phải mua đá 1-2 nữa. Xi măng thì có là thiếu, nhưng mà không rồi còn dư ra hơn chục bao trên chỗ nhà chơi thì lấy về sử dụng trước, bởi vì có để lâu thì nó cũng sẽ hỏng hết thôi. Thì đợt tới thì mình lấy gạch rồi là có thiếu xi măng thì mình sẽ lấy bù lên thêm. Ngày hôm nay lên đây tiếp tục cập nhật cho cô bác anh chị được biết về cái tiến độ của nhà Nô Súa. Có lẽ là bước vào những cái ngày cuối cùng nhất rồi. Cảm ơn các bác rất là nhiều đã luôn luôn là dành cái thời gian theo dõi anh em mình
làm nhà của Nô Súa trong cái hành trình hơn một tháng qua mọi người ạ. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Chúc cho tất cả quý khán giả và các nhà hảo tâm của kênh Cháu Khâm có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Mọi người cùng chờ đón những cái video sau cuối của gia đình Nô Súa nhé. Đến đây tôi Cháu Khâm xin phép được tạm dừng video. Hẹn gặp lại tất cả mọi người ạ trong những video tiếp theo.